Hi, chào mừng các bạn đã quay lại với vlog của Nhiếm. Thì các bạn có biết là tình hình Sài Gòn mấy hôm nay thì mưa rất là to, và kèm theo đó là nói chung là mưa rất là dai nữa các bạn. Chính vì vậy mà cái độ ẩm trong không khí nó tăng lên rất là ghê. Nếu các bạn mà không bảo quản máy ảnh kỹ thì hay là những cái đồ dùng điện tử kỹ đó thì nó sẽ gây lên hiện tượng là móc ấm. Và một điều sự thật là con Canon 20D của mình bị móc rồi các bạn. Tại mình mấy bữa nay bận quá cái mình bỏ lăn quá lóc của nó ngoài á, mình quên để vô tủ tốn chống ẩm á, và bây giờ nó thành như thế này rồi đó. Thì cũng có rất nhiều bạn hỏi mình là muốn sửa chữa máy ảnh, nói chung là tất cả cái chỗ luôn, thì không phải là chỗ nào cũng có sửa máy ảnh. Thì nhiều bạn hỏi Nhiếm là cái chỗ nào sửa máy ảnh uy tín. Thì hôm nay thì Nhiếm sẽ dẫn các bạn qua bên anh Dũng bên Nguyễn Thị Minh Khai nha các bạn. Đó, tay đeo camera đó, anh mà Nhiếm hay nhắc tới trong những clip của Nhiếm đó về mượn máy ảnh cũng như là sửa chữa máy ảnh đó. Thì hôm nay nhân dịp thì cuối tuần thì Nhiếm cũng đang rảnh rỗi nên quyết định là xách con 20D bị móc tài le đi qua bên Dũng để mà xem có lâu được hay không nhé các bạn. Đó, sẵn tiện luôn thì sẽ báo giá với các bạn là về cái chi phí sửa cũng như là vệ sinh máy ảnh đó, thì để các bạn tham khảo, cũng như là muốn mua lens hay là muốn máy ảnh gì đó thì có thể liên hệ với anh Dũng đó, hoặc là liên hệ với mình để mà tư vấn. Rồi nếu các bạn chụp nếu mà nó bị hiện tượng móc như thế này á, thì các bạn khi mà chụp khẩu lớn á, thì sẽ không thấy gì đâu các bạn. Ví dụ chụp khẩu từ 1.4, 1.8, 2 chấm gì đó thì nó sẽ rất là khó thấy. Nhưng mà khi các bạn chụp ở khẩu nhỏ 5.67 gì đó thì nó sẽ, các bạn sẽ thấy được là những cái vết móc trên cái tấm hình của các bạn đó. Điều đó rất là khó chịu khi các bạn chụp phong cảnh, cũng như là khi các bạn muốn chụp nét ở toàn giải chẳng hạn, hay là nét dày hơn chẳng hạn đó. Thì hôm nay Nhiếm sẽ dẫn các bạn qua bên anh Dũng để mà xem để mà vệ sinh cái cái máy ảnh của mình nhé. Đó, con Canon 20D nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên Dũng hơn. Hello anh em, thì sau khi mà nãy giờ mình chạy qua thì bây giờ mình đã tới tiệm của anh Dũng rồi nha anh em. Đó, đây, qua tới cái tiệm rồi. Thì hiện tại giờ là chủ tiệm đang ăn trưa rồi nha anh em. Đó, nên bây giờ là mình sẽ review cái cửa hàng của anh Dũng xem có cái gì ở đây ha. Thì đây, đây, rất là nhiều máy luôn nha anh em. Quá trời máy luôn. Quá trời. Đó, thì mỗi lần mà mình review thì mình sẽ qua đây để mà mượn máy của anh Dũng. Đó, chứ mình đâu có máy gì đâu để mà review. Rất là nhiều, từ chủ yếu là máy Canon nha anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Đây có máy Sony nữa nè, lên của Nikon. Đó, rất là nhiều. Đây có pin nữa này anh em. Còn trong kia là phòng kỹ thuật của anh Dũng. Đó, đây, trong đây là phòng kỹ thuật của anh Dũng, rất là nhiều máy luôn. Còn đây là pin. Pin rồi mấy miếng dán đó các bạn, dán màn hình đó. Đó, còn đây là máy máy sửa của khách này. Đó, đây là rất nhiều là lens luôn. Có Sigma 35 này,
có 24105 SM này anh em. Còn cái đây là nếu bạn nào dùng crop thì có thể lựa chọn cái con mà 1750F2.8 này nhé. Giống cái con 1750 này giá sao anh? 4,5 triệu rưỡi. 4,5 triệu rưỡi cho con len này. Đó, tất nhiên là khi mà các bạn mua ở cửa hàng anh Dũng thì đều được bảo hành. Bảo hành mấy tháng anh Dũng? Bảo hành mấy tháng đó? Bảo hành mấy tháng? 3-6 tháng. Bảo hành 3-6 tháng nhé anh em. Đó, thì khi mà các bạn mua tại cửa hàng thì các bạn sẽ yên tâm hơn. Đó, tại vì anh Dũng có chế độ bảo hành đó, từ 3-6 tháng cho các bạn yên tâm. Đó, thì các bạn ở tỉnh hay là ở Sài Gòn thì các bạn có thể qua trực tiếp, còn ở tỉnh thì các bạn mua thì anh Dũng sẽ ship cho các bạn nhé. Đó, này chắc tranh thủ cho quán ăn lần cái len cho túi của anh em ơi. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Đây là một cái body, đây body Sony A6004 này. Đó, còn đây là body của Sony A72 này, còn kia là body Sony A7. Đó, còn đây là len 1670 crop F4 nè các bạn. Đó, kia là 55 1518. Còn đây là cái len 2470 GM F2.8 đời 1 nè các bạn. Đó, hai con luôn. Nói chung là anh em chơi Sony thì biết tới con này rồi. Đó, rất là mắc tiền. Còn đây là những cái len Canon 40-50, rất là nhiều luôn. Đó, nếu mà các bạn có nhu cầu mua len thì các bạn có thể liên hệ với mình hoặc là liên hệ trực tiếp với anh Dũng để mà hỏi về len nha các bạn. Đó, anh Dũng có cả len mới lẫn len cũ. Đó, mới thì sẽ có giá rất là tốt luôn, tại mình nói chung là mình đổ thẳng do anh Dũng cũng khá bộ mà các anh em ơi. Đó, nói chung là đổ từ lâu rồi. Đây là máy khách mới đem lên sửa này, nó từ khách từ ở dưới Vũng Tàu đem lên gửi hàng lên đó anh em. Đó, nên mà anh em ở tỉnh á, nếu mà muốn sửa máy đó thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Dũng đó để mà gửi máy. Nói chung là cách thức như thế nào đó thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với anh Dũng, đường xe hay là như thế nào đó. Mấy cái hộp này các bạn rất là ok luôn. Đó, thì bây giờ mình đây là cái con máy của mình đây. Đó, thì bây giờ mình sẽ đem qua anh Dũng. Đem qua anh Dũng để mà xem có vệ sinh được nói không nha anh em. Đó, nói chung là cái thời tiết mà mưa, giờ nó đang kéo mưa rồi các bạn. Đó, hồi nãy mình lúc mà mình đi qua thì nó còn nắng, còn bây giờ là cũng bị chuyển mưa nữa rồi. Để nó rồi bây giờ khi mà chờ chủ shop ăn xong thì chúng ta sẽ vô phòng kỹ thuật nha anh em. Đây anh em, thì bây giờ mình đưa vô anh Dũng để mà lau cái con 20D này nhé anh em. Thì nó bị rễ tre hơi bị nhiều. Và đối với những dòng máy mà 20D như này thì anh Dũng nói thì lau nó hơi bị mất thời gian một xíu. Nhìn thấy các bạn nhìn thấy cái body nó cứ lưa luôn, quá trời. Đó, thì giờ nhiều anh em hay hỏi là vệ sinh một cái len kit ví dụ 18-55 của Canon đó mà bị rễ tre thì sẽ khoảng bao nhiêu tiền anh Dũng? 200-300 ngàn. Đó, nói chung là các bạn mà muốn vệ sinh len hay là sửa len gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Dũng. Đó, những bạn ở tỉnh thì cứ liên hệ với anh Dũng đó, gửi len vô và khi mà anh Dũng sửa xong thì anh Dũng sẽ ship về cho các bạn. Nó còn cách thức như thế nào thì các bạn cứ inbox cho anh Dũng đó, mình sẽ đính kèm link vô cái ở dưới phòng mô tả để mà các bạn liên hệ trực tiếp với anh Dũng ha. Đó, thì cái mùa mưa gió ở Sài Gòn như thế này thì chuyện mà len bị nấm mốc rễ tre hay là body bị nắm móc để che nhưng mà như cái máy của Nhiếm đó
thì rất dễ xảy ra đó. Chính vì vậy mà anh em dùng máy nhớ cẩn thận nha, nhớ cắt máy kỹ luôn, chứ không thôi là sẽ toan như thế này. Thì mỗi lần vệ sinh đó hay là gì đó thì các bạn sẽ phải, các bạn có thể thấy không, nội mà cái vệ sinh mà để mà gỡ những cái này ra thì cái công mà gỡ ra thì nó cũng mất rất là nhiều thời gian. Thường mà vệ sinh một cái máy như kiểu như là rễ như thế này thì tốn khoảng thời gian bao lâu anh Dũng? Tầm một tiếng rưỡi. Các bạn thấy không, chỉ vệ sinh vô nó thôi là cũng tốn quá trời thời gian rồi. Nhưng mà nếu các bạn có nhu cầu sửa chữa hay là mua bán trao đổi máy ảnh thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Dũng luôn. Đó, hoặc là các bạn muốn mua về mua máy mới hay như thế nào đó, các bạn muốn dùng hàng mới luôn thì các bạn cứ liên hệ với anh Dũng, thì anh Dũng lúc nào cũng có giá tốt cho các bạn. Đó. Thì có nhiều anh em hỏi là cái len mà 24-55 F4 anh Dũng thì cái nó hay bị đứt cái dây khẩu á, thì cái đó thay bao nhiêu tiền anh Dũng? Cái đó thường thay tầm 600-700 ngàn, nhưng mà cái đó phải cân nét lại nha, cái đó họ là không biết thay là bảo đảm với em là sẽ bị sốt, khi mà gắn vô chắc chắn sẽ bị sốt nếu mà không thợ mà làm nghề. Tại anh em có thể thấy là cái bảng này là cái bảng cân nét, đây cái bảng cân nét của anh Dũng đây. Đây anh em, sau khi mà một hồi anh Dũng tách 7749 lớp thì đã lấy được cái này là gì anh Dũng? Cái sensor nè. Đây là cái quả tim của máy đó, sensor đó anh em. Đây là lớp Python nè. Python là của sensor. Thì mở cái lớp này thì do nằm lớp trên, bình thường nếu nằm trên này á thì không cần buông máy ha. Nếu mà nằm lớp trên này thì không buông máy, nhưng những cái lớp này nè, đó là sẽ buông máy, nhưng cái lớp sâu ở dưới rồi ha, thì bắt buộc buông máy, buông máy lên mới làm được. Đó là cái sensor mà các bạn hay nói đó các anh em. Đó thì đối với những cái máy mà rẻ tiền như thế này thì sensor thì nó sẽ không đáng kể nhiều, nhưng mà đối với những cái máy mà các bạn có thể thấy là như sensor của Sony A7 III, thay sensor R6 bao nhiêu anh? Tầm này chắc là tầm 16 triệu. Các bạn nghe thấy gì không? Cái sensor của Canon R6 đó có mười mấy triệu thôi các bạn. Thì thường mà dính vô cái phần sensor đó là các bạn có thể biết là các bạn mà đi quay hay chụp những cái sự kiện mà có đèn laser đó, đó là những cái mà hay bị dính chưởng nhất. Đó, và khi mà anh em làm nghề đối với mình những hàng đó, khi mà gặp những cái đèn laser mà đối với những cái máy mà mirrorless đó, đó mà gặp những cái đó là thôi sợ lắm. Chóp thì sẽ không bao nhiêu tiền, nhưng mà cái việc mà các bạn đánh đổi là nếu mà bị lỡ laser quét trúng nó thì nó sẽ gọi là nó đi đứt mười mấy triệu, đó là chuyện bình thường các bạn, rất là sợ luôn. Đây, sau khi mà 7749 bước đây, nó lơ vô cái chỗ mà nó bị rễ tre đó các bạn. Đó. Thì cái này cái kính, cái rễ tre nó nằm ở phần trong của sensor nên việc lau chùi nó rất là cực. Hàng sưu tầm rễ tre. Nuôi rễ. Tre luôn. Tre luôn rồi chứ. Này luôn à, đại thụ tre đại thụ à. Sau khi đây. Sau khi mà vệ sinh xong là thấy ngon lành rồi. Để mà vệ sinh cho cái việc mà khu quà
này là che bụi luôn các bạn đó. Nên cái việc mà bảo quản máy ảnh mà cái những cái thời tiết như thế này thì cực kỳ là quan trọng luôn. Nhưng mà không sao, nếu mà bạn mà muốn sửa chữa máy ảnh rè lên hay là gì đó thì các bạn có thể được trực tiếp này, mà cái này là stir video nó này thôi. À, đây video là ở trong chuyên môn ở video hoặc là shutter đó là sẽ đánh lên xuống đó, là màn chập á, màn chập đó. Nếu mà các bạn ở Sài Gòn thì có thể qua bên trực tiếp anh Dũng ha, thì địa chỉ của anh Dũng là 19/14 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận Nhất đó. Còn nếu mà các bạn mà ở tỉnh hay là như thế nào đó thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với anh Dũng để mà có cái cách thức ship vô để mà anh Dũng sửa chữa nha các bạn đó. Ok, giờ là việc còn lại là ráp máy, ráp cái sensor vô lại thôi các bạn. Rồi đây là những công đoạn cuối cùng, lắp cái màn hình view của máy lại. Nhưng mà bạn thấy không, để làm để vệ sinh máy thì cũng rất là cực nha các bạn, không phải giỡn. Sửa máy nữa. Cực hơn là sửa máy nữa. Sửa máy chỉ việc đúng chỗ đó anh làm là xong rồi. Còn vệ sinh máy kỹ. Đây, sau khi mà anh Dũng vệ sinh xong cái sensor ở trong này anh em đó, thì nó bây giờ nó đã sạch bong rồi. Sau khi mà anh Dũng đã vệ sinh xong cái Canon 20D này đó, thì bây giờ mình sẽ test thì bây giờ là kết quả của nó này anh em đó, thì anh em có thể xem và đánh giá. Đó. Nói chung là khi mà anh em có nhu cầu mà sửa chữa máy thì anh em cứ liên hệ bên đây ha. Thì địa chỉ bên Dũng vẫn là 19/14 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận Nhất. Đó, thì các bạn cứ nếu mà ở Sài Gòn thì các bạn cứ nhớ nhắn cho anh Dũng nha anh em. Trước khi qua nhớ nhắn anh Dũng nhé. Tại anh Dũng bán máy nhiều lắm anh em. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Nhím. Nếu các bạn thấy clip của Nhím hay thì các bạn hãy cho Nhím xin một like, một share và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Nhím. Bye bye.